Thầy chào các em. Hôm nay thầy dạy hình học lớp 12. Video này thầy dạy bài số 9 câu B, trang 39 sách giáo khoa. Mục tiêu cần đạt được sau khi học xong bài này là các em biết tính diện tích thiết diện do mặt phẳng đi qua đỉnh hình nón, các hình nón. Bài tập 9, trang 39 như sau. Cắt hình nón đỉnh S bởi mặt phẳng đi qua trục, ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng A nhân căn bậc 2 của 2. Câu B. Cho dây cung BC của đường tròn đáy hình nón sao cho mặt phẳng SBC tạo với mặt phẳng chứa đáy hình nón một góc 60 độ. Tính diện tích tam giác SBC. Ở câu A, chúng ta đã xác định đường cao của hình nón, đường sinh của hình nón và bán kính đáy của hình nón. Bây giờ chúng ta vào sửa câu B. Trước hết chúng ta vẽ hình. Hình nón đỉnh S tâm O. Thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân. Tại S chúng ta đã làm ở câu A. Bây giờ vẽ dây cung BC của hình nón sao cho mặt phẳng SBC tạo với đáy hình nón một góc 60 độ. Thầy vẽ như sau. Như các em biết, mặt phẳng SBC tạo với mặt phẳng đáy một góc 60 độ. Thầy xoay hình để các em quan sát. Các em nhìn từ trên nhìn xuống. Bây giờ chúng ta dừng hình ở vị trí này để chúng ta trình bày lời giải. Để tính diện tích tam giác SBC thì trước hết, tam giác SBC là một tam giác cân có đỉnh là S, hai cạnh bên là SB bằng SC bằng L, chúng ta đã tính hôm trước là bằng A. Tam giác cân muốn tính diện tích của nó thì chúng ta phải biết đường cao và cạnh đáy. Để tính diện tích tam giác cân SBC thì chúng ta trước hết phải xác định góc giữa SBC và mặt phẳng chứa hình tròn đáy tâm O. Thầy xác định góc giữa mặt phẳng SBC và mặt phẳng chứa hình tròn đáy tâm O như sau. Thầy gọi H là trung điểm của BC. Như các em đã biết, nếu H là trung điểm của một dây cung thì bán kính đi qua trung điểm sẽ vuông góc với dây cung đó. Như vậy, OH sẽ vuông góc với BC. Mà OH vuông góc với BC thì suy ra đường xiên SH cũng vuông góc với BC. Theo định lý ba đường vuông góc. Như vậy, góc giữa mặt phẳng SBC và mặt phẳng chứa hình tròn đáy tâm O chính là góc SHO bằng 60 độ. Chúng ta một lần nữa nhìn từ trên xuống. Chúng ta thấy SH
H và SO. Nhìn từ trên xuống trở thành một nét, đó là HO nó vuông góc với BC. Chúng ta biết độ dài SO là bằng A căn 2 trên 2, là bằng chiều cao của hình nón. Góc SHO bằng 60 độ. Từ đây chúng ta sẽ tính được SH, tức là chiều cao của tam giác cân SBC. SH tính được. Bây giờ chúng ta tính cạnh BC. Ta biết rằng nếu tính được BH thì BC gấp 2 lần BH sẽ tam giác SHB vuông tại H. Đường sinh SB bằng L chúng ta đã tính ở câu A. SH chúng ta tính được như vừa rồi thầy trình bày. Về áp dụng định lý Pythagore, chúng ta sẽ tính được BH, từ đó chúng ta tính được BC. Khi đó diện tích tam giác SBC bằng 1/2 cạnh đáy BC nhân với chiều cao SH. Như vậy bài toán giải xong. Bây giờ chúng ta vào trình bày lời giải. Trước hết thì xác định góc 60 độ, gọi H là trung điểm của BC, thì suy ra OH vuông góc với BC. OH vuông góc với BC mà OH là hình chiếu của SH ở trên mặt phẳng chứa hình tròn đáy, cho nên suy ra đường xiên SH cũng vuông góc với BC theo định lý mã đường vuông góc. Vậy từ đây suy ra góc giữa mặt phẳng SBC và mặt phẳng chứa hình tròn đáy là bằng góc SHO và bằng 60 độ. Bây giờ chúng ta đi tính SH. Sẽ tam giác SHO vuông tại O thì ta có SH là bằng SO chia cho sin góc đối là sin góc SHO bằng sin 60 độ. SO bằng A căn 2 trên 2, sin 60 độ bằng căn bậc 2 của 3 trên 2. Thực hiện phép chia này ta được A nhân căn bậc 2 của 2 tất cả chia cho căn bậc 2 của 3. Bây giờ chúng ta tính cạnh BC. Sẽ tam giác SHB vuông tại H. Áp dụng định lý Pythagore, chúng ta sẽ tính được BH. BH sẽ bằng căn bậc 2 của SB bình trừ SH bình. Thay SB bằng A và SH bằng A nhân căn bậc 2 của 2 chia căn bậc 2 của 3 thì ta sẽ được bằng căn bậc 2 của A bình trừ 2 A bình chia 3. Và kết quả của phép tính là bằng A chia căn bậc 2 của 3. Vậy từ đây ta suy ra BC là bằng 2 lần của BH là bằng 2A trên căn bậc 2 của 3. Như vậy chúng ta tính xong cạnh đáy BC. Từ đây chúng ta tính được diện tích của thiết diện SBC. Diện tích tam giác SBC được tính bằng công thức 1/2 SH nhân BC. SH chúng ta tính được ở trên là A nhân căn bậc 2 của 2 chia căn bậc 2 của 3. BC tính được là 2A trên căn bậc 2 của 3. Thực hiện phép tính này, chúng ta được kết quả là A bình nhân căn bậc 2 của 2 chia 3, được tô màu đỏ. Đó là diện tích của thiết diện do một mặt phẳng
đi qua đỉnh hình nón và góc tạo bởi giữa mặt phẳng này với đáy bằng 60 độ. Như vậy, qua bài tập này, các em đã luyện tập được một bài toán, đó là tính diện tích của một tam giác cân, biết rằng nó là thiết diện do một mặt phẳng đi qua đỉnh S và một dây cung không phải là đường kính của hình tròn đáy, biết góc giữa mặt phẳng và mặt phẳng chứa mặt đáy bằng một góc alpha, trong trường hợp này là một góc 60 độ. Từ đó các em nhớ kỹ năng tính toán. Cuối cùng, thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài này. Thầy chúc các em luôn luôn học giỏi. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.